Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2022, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành tiếp tục quay phát video trực tiếp cái công đoạn thép vàng, hay còn gọi là dán lá vàng, làm về hoành phi câu đối. Đây là bộ hoành phi câu đối loại đại, được làm theo yêu cầu của gia đình anh Thủy tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chúng tôi sẽ bàn giao và lắp đặt trong ngày 19 âm lịch sắp tới. Thì hôm nay chúng tôi quay lại chi tiết cái công đoạn video thép vàng. Và ở đây các chữ Hán Nôm đang được nghệ nhân Dương Văn Hiền thép các cái lá vàng công nghiệp, hay còn gọi là lá vàng Đài Loan. Lá vàng vuông 9.3 cm lên bề mặt chữ Hán Nôm và phụ đề. Ở video phần mộc, chúng tôi đã giới thiệu rất chi tiết về kích thước cũng như các họa tiết hoa văn. Thì trong video clip này, chúng tôi giới thiệu về công đoạn thép vàng. Và để làm được thép vàng chuẩn thì chúng ta đầu tiên phải làm được nước sơn cầm và nước sơn PU phải chuẩn thì đến công đoạn thép vàng sẽ được chuẩn. Và khi sơn cầm thì chúng ta sơn có thể là khác màu so với màu hoành phi câu đối để chúng ta thép vàng các cái điểm cho nó dễ nhìn. Và lá vàng này cũng rất là dễ làm. Lá vàng bản to vuông 9.3 cm. Cái công đoạn thời gian chúng ta dán lá vàng thì cũng rất là nhanh, nhưng công đoạn làm sơn cầm thì rất là lâu. Và thời gian cầm sơn thì có thể lên tới từ 1 tới 2 giờ đồng hồ nếu như ngày nắng, còn ngày mưa thì có thể kéo dài lên tới 4-5 tiếng. Và khi ấp lá vàng xong, chúng ta sẽ dùng các cái chổi sơn cỡ lớn với chổi lông mềm, chổi lông vũ. Thì chúng ta sẽ di các cái bề mặt vàng sao cho vàng nó bám vào bề mặt của gỗ, thì sẽ hiện ra được các cái nội dung chữ như ban đầu. Và các cái điểm thép vàng thì chúng ta tránh lưu ý là để dây sơn cầm ra các cái phần mà không cần thép, bởi vì khi lá vàng nó rất là nhạy bén với sơn cầm, có sơn cầm ở đâu là lá vàng nó bắt luôn ở đó, vì lá vàng được thiết kế rất là mỏng. Quý vị và các bạn đã trông thấy khi chúng ta dùng chổi lông miết nhẹ sao cho đều tay thì sẽ ra được chữ quang. Chúng ta tiếp tục đến chữ lưu và chữ đức. Chúng ta làm sơn cầm chữ nào trước thì chúng ta sẽ thép chữ đó trước. Và về quy trình miết lá vàng thì chúng ta có thể miết chữ nào cũng được. Đây là bức hoành phi dài 2m17, chiều rộng 67, được điêu khắc với 3 chữ Hán Nôm, đức lưu quang. Ý nói là đức độ tỏa sáng, lưu truyền về sau này cho con cháu được noi theo. Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 1, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp, không qua trung gian. Quý khách và quý vị trên toàn quốc đang được theo dõi, đây là công đoạn thép lá vàng và đập vàng vào chữ Hán Nôm để làm đẹp bức hoành phi câu đối cho cái không gian phòng thờ được thêm uy nghiêm, sang trọng. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở 1 và trực tiếp nghệ nhân Dương Văn Hiền đang làm các cái công đoạn rất là tỉ mỉ, cần mẫn để cho tất cả quý khách hàng kỹ tính nhất trên thị trường hiện nay. Khi chúng ta muốn mua sắm về hoành phi câu đối thì hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Bây giờ chúng ta lại đập tiếp tới phần lá vàng của chữ đức cuối cùng. Và khi đọc chữ Hán Nôm thì chúng ta lại đọc từ vế phải sang là đức lưu quang. Chúng ta miết phải đều tay thì lá vàng nó sẽ được mịn và đẹp đều. Và sau khi đập lá vàng, chúng ta tới công đoạn đó là vệ sinh cái bề mặt các cái bụi vàng bay ra
Nếu là vàng ta thì chúng ta sẽ dùng báo để giữ lại, còn nếu là vàng Đài Loan như này thì chúng ta không cần. Chúng ta sẽ phủi sạch, có thể là bằng súng xịt hơi hoặc là bằng máy hút bụi, đó là tùy theo yêu cầu. Cơ sở đồ gỗ đồ Thái Lanh có nhận thép vàng ta tại gia, thép vàng 419 hay là mạ vàng 24K hay là vàng Ý, rất nhiều loại vàng. Và đây là vàng công nghiệp hay còn gọi là vàng Đài Loan, bản vuông 9.3 cm, quý khách lưu ý để tránh bị nhầm. Còn nếu là vàng ta thì bản vuông của lá vàng chỉ vuông 3 cm. Và công đoạn sơn cầm và thiếp vàng đã xong, chúng ta tiếp tục đến cái công đoạn đó là phủi sạch bụi vàng, có thể là bằng bình hơi xịt rửa xe máy hoặc là máy hút bụi, chúng ta hút các cái bề mặt vàng và để trong 24 giờ chúng ta bắt đầu phủ bóng. Phủ bóng thì chúng ta phủ bóng bằng tay, không nên phủ bóng bằng máy. Phủ bóng bằng máy nó sẽ hỏng tới phần PU ở phía dưới. Và chúng tôi sẽ quay video toàn bộ để cho quý khách dễ hình dung. Và đây là bộ hoành phi câu đối hoàn chỉnh đã được phủ bóng vàng. Phủ bóng bằng một lớp sơn nhật, sơn đắt nhất hiện nay. Và video này thì lại đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Đây là bộ hoành phi câu đối được làm theo yêu cầu của gia đình anh Thủy Năm tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Gia đình đã đặt online trong thời gian vừa qua và sẽ bàn giao vào ngày 19 âm lịch trước ngày 20 theo với yêu cầu của gia đình. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thông số đường nét chi tiết. Chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Bức hoành phi được làm với chiều dài 2m17, chiều rộng là 67. 2m17 thuộc cung Tài Lộc và 67 thuộc cung Đăng Khoa. Bên trong tấm ván dày 3 cm, được điêu khắc với 3 chữ Hán Nôm: Đức Lưu Quang, Đức Độ tỏa sáng, Quang tức là sáng và lưu là lưu truyền về sau này cho con cháu được noi theo. 3 chữ Hán Nôm được thiết kế với chữ bom tròn rất là đẹp, nét chữ uyển chuyển đi kèm với phụ đề ở phía dưới để cho quý khách dễ hình dung hơn về cái ý nghĩa của các cái nội dung chữ Hán Nôm, các cái câu thành ngữ được điêu khắc trên hoành phi câu đối. Khung tranh bên ngoài bao bọc là dày 7 cm, bản rộng là 10. Bức hoành phi được làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào. Gỗ gụ là một loại gỗ rất là bền, dễ đánh bóng, dễ lên màu và độ co ngót vừa phải, khoảng 30%. Không co ngót mạnh như chất liệu gỗ rổi. Chất liệu gỗ gụ này hạn chế về độ co ngót và được người dân đang sử dụng tới trên 90% chất liệu gỗ gụ. Bởi vì gỗ gụ còn liên quan tới giá thành, khi làm nên bộ sản phẩm như này thì giá thành nó cũng vừa phải, giá bình dân, không cao quá mà cũng không thấp quá. Đây là bộ hoành phi câu đối loại đại, chữ to, chữ Đức Lưu Quang, phiên bản 32 cm, xen kẽ là 4 cây tứ quý 4 mùa tổng cúc trúc mai, tượng trưng cho xuân hạ thu đông. Và câu đối là phía trên là Phượng Hoàng, phía dưới là Kỳ Lân, câu đối đầu vuông. Câu đối được làm với kích thước dài 2m17, rộng 28 và dày là 4 phân. Điêu khắc với nội dung vế phải là Tổ Tông Công Đức, Thiên Niên Thịnh. Đối với vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền, Vạn Đại Vinh. Về quy cách đọc chữ Nho hay chữ Hán Nôm, chúng ta đọc từ phải sang và từ trên xuống dưới. Nhiều người đang bị nhầm lẫn giữa vế trái và vế phải của câu đối. Quý khách hãy bỏ bớt chút thời gian xem theo dõi các video clip mà cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đưa lên. Quý khách sẽ treo được hợp lý và đúng bên, không bị sai. Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, ý nói là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức thì mong cho muôn đời thịnh vượng, thái bình. Kỳ Lân cũng là tượng trưng cho sự thái bình thịnh vượng. Chim Phượng Hoàng thì đại diện là cái loài chim đẹp nhất trong tất cả các loài chim, đã được điêu khắc vào trong các cái tác phẩm đồ thờ cúng tâm linh.
đây là hoành phi câu đối. Và ở một số vật phẩm khác chúng ta sẽ thấy được đó là long ly quy phụ. Một trong bốn linh vật đó là thiêng, đó là chim phượng hoàng và kỳ lân đã được điêu khắc trên nền của câu đối. Câu đối có phần rèm bầu rượu túi thơ, xen kẽ là gấm hoa chanh. Nội dung chữ Hán Nôm ở phía trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Bộ đôi câu đối với nội dung ý nghĩa rất là hay. Tử ở đây có nghĩa là con cháu, có hiếu có thảo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý mà tổ tiên đã có nhiều công đức để lại, đức sáng cho muôn đời sau. Đó là ba chữ đức lưu quang. Đồ Gỗ Yên Lành cảm ơn quý khách hàng đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi các video giới thiệu sản phẩm hoành phi câu đối, phần mộc cũng như phần hoàn thiện, cũng như công đoạn thiếp vàng Đài Loan, thiếp vàng ta. Quý khách có nhu cầu làm trùng tu mới các cái bộ hoành phi câu đối cho nhà thờ họ hay nhà thờ tư gia hay là đình chùa miếu mạo thì hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 hoặc 0969 127886. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể trên Facebook cũng như trên Zalo hay là trên điện thoại trực tiếp. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành là một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, liên tục cập nhật các mẫu hoành phi câu đối cho quý khách trên toàn quốc được tham khảo về mẫu mã, kích thước, độ dày và họa tiết hoa văn. Quý khách có nhu cầu muốn mua sắm thì liên hệ trực tiếp ngay để được nhận báo giá ưu đãi nhất và tư vấn về các cái dòng chất liệu gỗ bền nhất và các mẫu mã thịnh hành nhất hiện nay. Về hoành phi câu đối thì mẫu mã rất là đa dạng, kích thước đa chủng loại. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các đơn hàng trên toàn quốc. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng đặt hàng online. Hẹn gặp lại quý khách trong video.